Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ chơi đâu đó tầm 1.000 vòng, vòng quanh thế giới. Thực ra nói 1.000 vòng vậy thôi chứ cũng chỉ là tăng mốc thôi anh em ạ. Bởi vì là chúng ta đã chơi lên 700 vòng rồi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ chơi nốt lên 1.000 vòng nha anh em. Hiện tại là chúng ta đã chinh phục được 714. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng dãy dụa được lên 1.000 vé. Nhầm, 1.000 vé chứ không phải 1.000 vòng anh em ạ. Và đây là lần đầu tiên mình chơi gói 120 MC cộng 8 ở nick của mình. Thì mình cũng được chơi ké cái gói này 3 lần ở nick của mình bò rồi. Thì hôm nay là lần đầu tiên chơi nick của mình, thì không biết nó sẽ có ra cái gì đó tuyệt vời hay không. Hy vọng là nó sẽ ra một cái gì đó thật là bùng nổ của người Brazil. Chỉ cần Brazil không phải GK thôi là ngon anh em ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ chơi thôi. 15 minutes later. Bây giờ mình chơi bao nhiêu mình không nhớ anh em ạ. Nhưng mà nói chung là chúng ta đã chơi được 1.000 vòng rồi. Và đây là lần đầu tiên mình chơi full một sự kiện. Cuối cùng thì một con đỗ nghèo khỉ cũng đã chơi được full sự kiện. Nhờ mặc cái long bào này thì chúng ta đã búc thêm sức mạnh và đã chơi được full một sự kiện nữa. Quá là ngon luôn. Và chúng ta sẽ chọn gói MC120 nha anh em. Hợp con nhà bà Lý luôn. Ok, và theo như anh em kênh chat thì mục tiêu của chúng ta sẽ là tầm 60 tỷ. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ check xem là chúng ta sẽ được tầm bao nhiêu BP. Sau 300 vòng thì chúng ta sẽ được đâu đó tầm ít lắm anh em ạ. 60 tỷ là hợp lý không? 300 vòng cuối, quan trọng là nó ngon cái mốc thôi anh em ơi. Và mấy cái rác. Nhưng mà mấy cái rác thì cảm giác nó không ổn lắm. Đấy, mấy cái này thì nó không ổn, là 4 tỷ mấy. Hiện tại chúng ta có 16 tỷ và mục tiêu chúng ta bây giờ là dọn rác. Phải ra đâu đó tầm 45 tỷ. Wow, khó phết đấy đùa. Rồi, gói này thì chúng ta xin lần hoặc sản phẩm lỗi thôi. Chỉ hai thứ đấy thôi. FA. Ui, FA có khối. Là con gì á? Savic 106. Cờ này là cờ gì đấy? Lâu lâu nó ra mấy con cờ nhìn rất là lạ nhá anh em. Tốc độ cho tốc độ nha anh em nhá. Tốc độ. Ui, LL. Ai đấy, Petit à? Ở Coeman. Nhìn thấy con Coeman này nhớ đấy em mình bò nhờ. Hôm nọ mình đập được cho con này em mình bò lên 5 này. Hôm nọ ông lên TikTok chúng nó kêu là đập con này mà phôi bằng hai con này cộng 5 thì có thể là đại gia bình bò à. Xin LN. Vẫn là NN nào. Là FA. Con gì đấy? Vieri. Hy vọng là ra cái gì đó ngọt ngọt. Là FA. Hôm nay mình cô đơn vậy. Toàn ra FA thôi. Ủa trời. Một má FA luôn anh em ạ. Không có con SPL nào. Ủa, người nhà gà gì mở chán vậy? Người nhà gà mở chán nhờ. Mở cho người khác thì đỏ, mở cho mình toàn lạm phát thôi. Với dê già thôi anh em ạ. Tiếp tục. Xin SPL LN nào. LOL. Coman. Gulit. Trời đất ơi. Tiếp tục nào. Toàn hàng dởm dởm thế này. Ui. Trời ơi. Hitman. Không ngon. Wow. Ui dồi. Fernando Hierro đúng 1 tỷ ạ. Cũng được. Ui. Hay này. Cái gì đấy? Lâm Bắc này. Hàng của Arsenal này. Cộng 3 thôi cũng được. Ô. Gì đấy? Zapata. Ngon nha, ngon nha. Mấy con này chỉ số tốt đấy chứ nhở. 102 và ra 107 là chỉ số tốt rồi đấy. Không mong đợi gì nhiều anh em ạ. Xin lần nào. Get go. Vô trong. Trời đất ơi. Lorente. Tiếp nào. Ta có cái gì đây? Úi dồi ôi. BTB. Có khối anh bảy. Ai đấy? Trời ơi. Cứt. À gì? Johan Cry. Nhầm. Johan Cry. Xin lần nào. Ui, nó no, no, thật. Khói à. Ui, Greek Idol. Idol Greek. Cụt một chân à, chắc đập thẻ cho bình bò này. Đập thẻ bằng chân cho bình bò này. Đập kiểu gì cái chân 3 chân 5 luôn. Vãi nồi. Mùa gì đây? FA. Ui, lại có khói. Ngon chưa? Ô, Balotelli. Chỉ số 107. Hợp lý này. Giờ cái này mà ra 22TS thì ngon nhờ. Đấy rồi. Quái à. Ai á? Perdriño. Ui, nhiều 107 vậy. Có cả Santa Claus này. Ui,
Ngon đấy, ngon này ngon đấy. Pha này ngon đấy anh em ạ. Tiếp luôn. Ngon là phải tiếp đúng không? Yêu là phải nói, giống như đói là phải ăn. Trời ơi, phát đầu ngon phát sau rồi không ngon. Hàng Liverpool. Mở 10 vật phẩm, xin hai tay ác, đôi mắt dương tiền. Ôi trời ơi, đó là... Nãy là cái ông nhõi này. Nhõi này hôm qua đá cũng hay phết đấy đùa. Một những tình huống bóp ré đồng đội và những tình huống kiến tạo cho anh Bảy ghi bàn. Cũng được. Tiếp tục. Get go. Lại là 21 UCL. Ruli. Rồi, và lần đầu tiên được mở cái gói MC chỉ định 120+8 ở trên chính cái nick của mình. Và nó sẽ ra cái gì đây? Get go. Ra cái gì? Lừa. Đực. CDM. Ai đây cũng ZK. Ngà tài ớt. Su. Đừng tưởng ba lách, nhưng mà ba lách đã CM. Thôi, ma tài ớt cũng được. Sui. Yes sir. Su. Ba lách đã CM anh em ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào kèo của Marcos Llorente. Và vẫn như theo cái công thức mà chúng ta đã rất là tín rồi. Công thức biển xanh. Liệu hôm nay biển xanh có giúp đỡ cho Vũ Lít được lần thứ hai đập con Marcos Llorente hay không đây? Mọi người hãy giơ tay lên nào. Chúng ta hãy cùng thắp cho Vũ một tia hy vọng. Uầy, giờ tôi mới thấy ở dưới chân hai có hai con quỷ đổ. Và dòng máu quỷ đó Marcos Llorente. Lần thứ hai.